Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi của chú chị mình hai con đực ha. Đó, hai con này thì 5 tháng mấy, 6 tháng tuổi nè cô chú chị, con bự thì 6 tháng tuổi nè, con nhỏ thì 5 tháng mấy tuổi nè. Đó, thì đây nè, cô chú chị nào muốn mua ai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Cái con nhỏ này hình như là 1m08. Nhỏ này hình như là 1m08 là 9. 1m1 gì em đo từ nãy em cũng quên rồi. Đó thì nói chung thì nó từ 1m08 tới 1m1 đi. Đó, con bò này thì chiều cao 1m17 của chú chị. Đó, hai con bò này chủ nhà cũng bán giá là 29 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, con bự thì 6 tháng tuổi nha, con nhỏ thì 5 tháng mấy tuổi là của chú chị. Uống viên lực nè. Đó. Chân móng nè. Đó, hai con thì đều chưa móng sò ha, xương sóc thì khá to của chú vậy. Đó. Con độc trụi. Con có sừng ha. Con tướng tá lực lạc nè, lưng đôi nè cô chú chị thấy không? Đó thì cô chú chị nào thấy hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành. Đó, chân móng hoàn thiện ha. Đó thì cái con này nè, cái rúng của nó có dậm dọm thòng rúng con chút á nghe cô chú chị, chút ít rồi ha. Nên nè, em uy kỹ nè. Đó, cô chú chị thấy không? Đó, nó thòng xuống chút ít đó. Đó, nhưng mà con này thì xương sóc khá to. Đó, cấp mình của nó nè. Đó, thì chủ nhà bán cho hai con bò này với giá là 29 triệu. Đó, thì cô chú chị nào thấy hai con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tuần hành. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Nói chung thì con mấy đây thì cũng hơi găng găng bò. Nó không lực bằng bên kia không chị. Nhưng mà chiều cao nó có ha. Nó mặt mày nè. Con đây thì pin lực nè. Đó, pin lực nè, thấy không? Con này chủ bò, lực bò. Đó, hình như là con này cái mình nó hình như mấy tháng trước bị viêm da nó cục rồi cô chú chị. Đó, nhưng hiện tại thì nó lành hết rồi ha. Nó có mấy mục rồi. Đó, nó lành, nó khô hết, lành thẻ rồi. Ú bò nè cô chú chị thấy không? Đó thì hai con này giá là 29 triệu thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò yếu béo bò sinh sản giờ 20 giờ rất ưng thì điện cho em ha. Đó, giá 29 triệu này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe chú anh chị. Nói chung thì từ sớm thì em cũng ngồi em thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi. Đó, con này thì cao 1m17. Nó cũng cao 1m18 luôn, em báo 1m17 á. Con kia thì cao 1m08 tới 1m1 nha. Nói chung con nhỏ, con bự em nhớ con nhỏ em quên rồi. Nhưng mà chắc dao động vào khung đó đó cô chú chị. Đó. Chân móng hoàn thiện nha. Đó, nhưng con này thì có cái rúng nó có hơi dậm dọm chút này cô chú chị ha. Đó, chút ít thôi ha. Chân thì mình nuôi bò nhỏ béo. Nó mình ba cái đó thì nếu bà con nào chăm chế được thì mình cứ mua ha. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số nhà cho chúng chị mình điện trực tiếp. Đó, giá là 29 triệu cặp bò này nè. Đó, giá này nói chung là giá này thì yêu thương luôn của chú chị. Đó, tính ra thì có mười mấy triệu con à. Đó, con này ú bò lực lạc này, thấy chưa. Đó, giá là 29 triệu. Đó, chân móng ha, chân móng sò, hai con đều chân móng sò của chú chị, chân móng sò cầm đứng thẳng. Đó, cắp mình nè, con này nhỏ này ú bò không lực lạc không. Đó, cắp mình khỏi chơi ha, mặt mày. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp. Rồi thì hình ảnh và giá cả của hai đực này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cho cô chú chị mình hình ảnh của bốn con đực kem ha. Đó, hai con này hai con này thì được 6 tháng tuổi nè cô chú chị. Đó thì hai con này nó cao là dao động từ 1m12 tới 1m15 ha. Nói chung thì đất ấy là lõm chỏm nó cũng không có ấy, nhưng mà em báo vô cái khung đó cô chú chị từ 1m12 tới 1m15. Đó, con này có thể hơn 1m15 nữa nè, nhưng mà em báo 1m15 đó. Đó thì cô chú chị nào muốn mua hai con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, một con F2 và một con F1 ha. Rất đẹp cô chú chị.
đó, cam hai này pin lực là dữ dằn luôn đó. Thì hai con bò này em quan sát là chưng móng sò không đó, đó thì hai con bò này anh chủ nhà bán giá là 35 triệu đó, giá 35 triệu. Cô chú chị nào muốn mua hai con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình đó. Còn hai con này thì năm tháng là mấy ngày này của chú chị đó. Thì hai con này nó dao động chiều cao là 1m05 tới 1m1 ha đó. Thì cô chú chị cũng nhìn kỹ nè, đắt lõm chõm vậy nè đó, nên em báo cái khung rộng vậy đó thì từ 1m05 tới 1m1 đó. Thì cô chú chị nào nhắm mua hai con bò này được cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, hai con này thì anh chủ nhà muốn bán giá là 32 triệu đó. Nói chung mấy giá này thì chốt không chứ không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xuống giá cho bà con mình hết rồi. Đây một con kem đỏ ha, nhiều con pháp kem mông bốm đó. Bò này thì 5 tháng là mấy ngày này cô chú chị. Đây xương sóc nè, xương sóc hai con thì đều chưng móng sò hết tên cô chú chị, không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì đó. Tướng tá cấp mình nè, đây chân móng nè cô chú chị đó, con này mới khớp nên nó nhìn nó nhăn nhác nhác đứng cái kiểu mình thấy ghét. Đây lưng nè cô chú chị, nó lưng đít nè, thấy không, lưng đít thì cũng lưng đôi ha. Đó, đít nở dài nở lưng đôi không nghe cô chú chị. Mấy con bò này em quan sát là lưng nè đó cô chú chị thấy không, mặt mày nè đó. Thì bò này nói chung thì anh chủ nhà có chín người nhưng da nó cực rồi, bà con mình về khỏi chích lại nha. Đó đít nè cô chú chị, đó bò này thì ú bò ha, đít nè đó. Cặp này có giá là 32 triệu đó. Thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình đó. Nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng sắc giá cho bà con mình hết rồi. Nó tướng tá nè, bò này đứng gì không mới khớp rồi, đứng tướng đó cô chú anh chị, tướng tá nhìn không đó. Đó chân móng này ha, đó chân móng thì đều chân móng sò cô chú anh chị. Xương sóc cũng nói chung là hai con bò này xương sóc cũng khá to ha, cũng bị mới 5 tháng mấy cô chú anh chị. Đó không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì đó. Thì hai con này cái giá là 32 triệu nè. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai con bò này cứ liên hệ xuống thôi để tường hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó. Đây hai con này. Đó hai con này thì chiều cao từ 1m12 tới 1m15 ha. Con F2 này pin lực dữ dằn luôn cô chú anh chị. Đó xương sóc mà thấy không? Nói chung thì mấy con bò này em quan sát là chân móng sò không nghe của chú chị, không con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó rúng nè, đây con này chân móng là của chú chị thì chân móng sò ha. Đây lưng nè, đó chú chị thấy lưng không, con này thì F1 ha. Con này nó chiều cao 1m16 1m17 gì đó, mình báo từ 1m12 tới 1m15 đó. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành. Lưng này của chú chị, lưng dài nè thấy không, đó lưng dài nè ha, cũng lưng đôi không ha, mặt mày nè đó. Đây con này thì F2 pin lực khỏi nói luôn, nói chung con này thì pin lực thì khỏi nói khỏi bàn tới nghe cô chú chị. Đó, con này thì pin lực dữ dằn luôn nè. Đó cặp này giá là 35 triệu, nó mấy giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xuất giá cho bà con mình hết rồi. À, cô chú chị coi cái dây cái lưng nè. Đó. Dây cái lưng nó thì bằng nhau luôn ha. Hai con bò nói chung thì pin lực là dữ dằn luôn. Nó con F2 này khỏi nói đi. Đây cái dàn đít của nó là cô chú chị. Đít cũng đít muối luôn ha. Đó, cô chú chị thấy không? Nó hai con này giá là 35 triệu thì cô chú chị nào thấy hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Nó chân móng thì hoàn thiện, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Nói chung thì bò nuôi chú béo thì em ít khi nào em quay thái tích lắm nghe cô chú chị. Nó nói chung bò nuôi chú béo mình cũng không quay thái tích làm gì, nó làm tốn thời gian cho cô chú chị mình nữa. Nó có hai bên được dữ dằn không? Đây. Đó, hai con này giá là 35 triệu.
đây, chân móng không quý vị. Đó. Thấy chân móng không? Chân móng hoàn thiện ha. Nó tướng tá thùng dầu. Đây, con này nè. Đó. Đây. Chân móng nè. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua bốn bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị điện trực tiếp ha. Con hai này thì pin lực khỏi nấu luôn nha cô chú anh chị. Các mình tướng tá ha, con hai này thì pin lực dữ dằn luôn. Đó. Còn kia. Này, tướng tá con hai nè. Lực là con nút luôn ha. Nó bò này thì chốt giá luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú anh chị. Hai nè, cái lưng của nó nè, hết thăng cái dần lưng không. Đó. Còn cặp này. Đây, cặp này nè cô chú anh chị. Đó, hai con này giá là 32 triệu ha. Nó chân móng hoàn thiện. Con này thay hai con này nhỏ tháng hai kia cô chú anh chị. Nó cặp mình nè. Đó. Chung mấy bò này giá thương với chung thì giá yêu thương luôn cô chú anh chị. Đó, có 16 triệu một con à. Đó cô chú anh chị thấy không? Cấp mình nói chung thì tại vì mới vô dây thì nó nhọt dây á cô chú anh chị nên nó đứng nó cống róc vậy ha. Đó xương sóc mà, xương sóc còn khá to à. Đó. Chứ quỷ không? Thứ gì đâu. Đó, nhưng mà lưng thì lưng dai này cũng ok. Đó. Như vậy thấy không? Đây. Đó. Đây hai con này giá là 35 triệu, đít con F2 hết đăng luôn nè. Giữ dằn cái đít F2 không? Đít con F2 thì khỏi nói luôn rồi chú chị. Ui. Ui. Đít con F2 thì hết biết luôn. Đó cặp này giá là 35 triệu. Đó thì cô chú chị nào ưng cặp nào bắt cặp đấy ha. Còn muốn bắt hết 4 con thì mình bắt 4 con. Đó. Nói chung thì tới khi thì anh em cũng thương lượng sẽ trá trăm con hết rồi. Đó thì hình ảnh và giá cả của 4 bò này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào muốn mua 4 bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó cặp này giá là 35 triệu ha. Cặp bên kia giá là 32 triệu. Rồi thì hình ảnh và giá cả của 4 bò này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó thì bây giờ em xin kết thúc video ha. Chào cô chú anh chị.